Mỹ hy vọng thể chế hóa nhóm bộ tứ. Ảnh hưởng của COVID-19 đến tâm lý xã hội. Giải Nobel Hóa học tôn vinh nghiên cứu về công nghệ chỉnh sửa gen. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa gợi ý rằng hợp tác của nhóm bộ tứ bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ có thể được chính thức hóa và mở rộng ra khỏi khuôn khổ đối thoại quân sự. Phát biểu được ông Pompeo đưa ra khi đang ở Tokyo tham dự hội nghị Ngoại trưởng nhóm bộ tứ. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh chính sách trọng tâm của Tổng thống Mỹ Donald Trump là khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tự do và mở. Và ông cho biết nhóm bộ tứ đã chứng minh và sẽ tiếp tục chứng minh là rất hữu ích trong việc thúc đẩy mục tiêu đó với các mối quan hệ vượt xa khía cạnh an ninh theo nghĩa thông thường. Ông Pompeo bày tỏ tin tưởng rằng một khi bốn nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ thể chế hóa những gì họ đang làm, bốn nước có thể bắt đầu xây dựng khuôn khổ an ninh thực sự. Cơ quan giám sát chống độc quyền của Ba Lan hôm nay thông báo đã phạt tập đoàn Gazprom của Nga hơn 7,6 tỷ đô la Mỹ vì đã xây dựng đường ống dòng chảy Phương Bắc 2 dẫn khí đốt từ Nga sang Đức mà không được sự chấp thuận của cơ quan này. Cơ quan giám sát chống độc quyền của Ba Lan áp đặt mức phạt 61 triệu đô la Mỹ đối với 5 công ty, trong đó có tập đoàn Shell, liên doanh giữa Anh và Hà Lan, liên quan tới việc góp vốn, đầu tư cho dự án được cho là sẽ làm tăng gấp đôi khả năng xuất khẩu khí đốt của Nga qua biển Baltic. Cơ quan này cho rằng việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ đe dọa đến việc duy trì cung cấp khí đốt tự nhiên đến Ba Lan, có thể khiến giá khí đốt gia tăng, làm người tiêu dùng Ba Lan phải gánh chịu. Đại diện tập đoàn Gazprom của Nga cho biết sẽ kháng cáo quyết định này. Nhân loại vừa trải qua một tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Đây là công bố của chương trình quan sát xu hướng khí hậu trên trái đất của Liên minh châu Âu, EU. Cơ quan giám sát trái đất của EU cho biết, trong khoảng thời gian 12 tháng, kể từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 9 năm nay, trái đất ghi nhận mức nhiệt cao hơn thời kỳ tiền công nghiệp khoảng 1,3 độ C. Đây là một dấu hiệu đáng báo động, bởi mức nhiệt này gần với ngưỡng 1,5 độ C, vốn được cảnh báo là có thể gây ra những tác động nghiêm trọng. Nhiệt độ trong tháng 9 năm 2020 đặc biệt cao ở phía bắc Siberia. Trên thực tế, khu vực này cùng phần lớn khu vực vòng Bắc Cực đã chứng kiến khí hậu ấm bất thường trong nhiều tháng trước đó. Có hơn 14 triệu tấn hạt vi nhựa đang nằm sâu dưới đáy các đại dương trên thế giới. Đây là kết quả của một nghiên cứu mới được các nhà khoa học tại Australia công bố. Sử dụng tàu ngầm robot, nhóm nghiên cứu đã thu thập 51 mẫu đất cát ở độ sâu 3 km, cách bờ biển Nam Australia khoảng 300 km. Trong các mẫu thu thập về, các nhà khoa học phát hiện trung bình 1 gram trầm tích có chứa 1,26 hạt vi nhựa. Kết quả này cho thấy tổng trọng lượng hạt vi nhựa dưới đáy đại dương hiện nay nặng gấp 35 lần so với lượng rác thải nhựa trên mặt biển. Tổ chức Khí tượng Thế giới xác nhận đã ghi nhận được lỗ thủng tầng ozone lớn nhất và sâu nhất ở Nam Cực trong những năm gần đây. Lỗ thủng tầng ozone trên Nam Cực đã phát triển nhanh chóng từ giữa tháng 8 và đạt đỉnh vào đầu tháng 10 với tổng diện tích khoảng 24 triệu km vuông. Tổ chức Khí tượng Thế giới nhấn mạnh rằng sự xuất hiện của lỗ thủng tầng ozone cho thấy cần phải cấm phát thải các hóa chất làm suy giảm tầng ozone, bởi tầng ozone có tác dụng bảo vệ hành tinh khỏi tia cực tím. Thưa quý vị, tốc độ lây nhiễm COVID-19 trên thế giới chưa có dấu hiệu suy giảm. Sáng ngày 4 tháng 10, thế giới đã ghi nhận ca mắc thứ 35 triệu. Như vậy là chỉ trong 18 ngày, danh sách bệnh nhân COVID-19 đã tăng thêm 5 triệu người. Ước tính thì trung bình khoảng 3 đến 4 ngày lại có thêm 1 triệu người mắc COVID-19. Trước tình hình này, các chuyên gia cảnh báo COVID-19 có thể có tác động sâu sắc và rộng khắp đối với sức khỏe tâm thần trên toàn cầu, khi hàng tỷ người phải gắng sức khắc phục tình trạng sống cô lập với tâm trạng lo lắng. Tổng thống Mỹ Donald Trump là bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 đang rất được quan tâm bởi ông mắc COVID-19 khi chỉ còn một tháng nữa là tới ngày bầu cử mùng 3 tháng 11. Yếu tố mới này chẳng những khiến cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 càng trở nên khó đoán định, mà còn làm dấy lên lo ngại về tình trạng sức khỏe của những quan chức chính quyền Mỹ, trong bối cảnh Mỹ vẫn là nước đứng đầu thế giới về số ca mắc và tử vong.
Trong khi đó, tốc độ lây nhiễm tại châu Âu hiện ở mức cao nhất thế giới, tăng thêm 10% so với tuần trước, khi mà Pháp, Anh chưa giảm được số ca mắc theo ngày, còn Nga thì lại đang quay trở lại thời kỳ ghi nhận gần 10.000 ca mắc mới mỗi ngày. Dù số ca mắc mới tại Ấn Độ, nước bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai thế giới đã giảm nhẹ, song vẫn duy trì trên 75.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, trong khi số ca tử vong ở quốc gia này là hơn 100.875 ca. Tại Đông Nam Á, số ca nhiễm mới tại Malaysia đang tăng nhanh, liên tiếp ở mức cao nhất, trong khi Indonesia và Philippines vẫn đang chật vật để kiểm soát dịch bệnh. Sau hơn 10 tháng COVID-19 bùng phát, đến thời điểm này, phần lớn các nước phải đương đầu với làn sóng lây nhiễm thứ hai, thứ ba đều tránh tình trạng đóng cửa biên giới hay phong tỏa quy mô lớn, chỉ áp dụng các biện pháp hạn chế cục bộ ở những nơi ổ dịch. Việc một lần nữa đóng cửa toàn bộ nền kinh tế, phong tỏa đi lại nghiêm ngặt như thời kỳ tháng 3, tháng 4 vừa qua sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, thậm chí có thể làm tê liệt nền kinh tế cũng như ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý con người. Thực tế là trong làn sóng dịch đầu tiên, khi hàng loạt doanh nghiệp phá sản dẫn tới nhiều lao động mất việc, tình trạng phong tỏa do dịch bệnh buộc nhiều người phải ở nhà, trẻ em không thể tới trường, vấn đề tâm lý xã hội đã được nhắc tới, bao gồm cả tình trạng căng thẳng, lo âu, sợ hãi và các biểu hiện rối loạn tâm thần. Giới chuyên gia cảnh báo COVID-19 có thể có tác động sâu sắc và rộng khắp đối với sức khỏe tâm thần trên toàn cầu, khi hàng tỷ người phải gắng sức khắc phục tình trạng sống cô lập với tâm trạng lo lắng. Theo lý giải của giới chuyên gia, một trong những nguyên nhân khiến số vụ bạo hành gia tăng là do dịch COVID-19 đã đẩy nhiều người rơi vào trạng thái căng thẳng tinh thần với những biểu hiện lo lắng, bất an, mất ngủ và giận dữ. Việc tăng cường cách ly xã hội, sự cô đơn, căng thẳng và lo lắng về sức khỏe ngày càng tăng, đi kèm với suy thoái kinh tế là một cơn bão, gây tổn hại sức khỏe thể chất và tinh thần của con người. Nghiêm trọng hơn, căng thẳng dồn nén tột độ đã đẩy nhiều người rơi vào trạng thái trầm cảm, bế tắc, kéo theo giải pháp tự kết liễu. Riêng trong tháng 8 vừa qua, số vụ tự tử trên toàn Nhật Bản là 1.854 người, tăng 251 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Các nhà nghiên cứu thuộc tổ chức Well-being Trust của Mỹ còn cảnh báo khủng hoảng liên quan đến COVID-19 có thể cướp đi sinh mạng của thêm 75.000 người chết do tuyệt vọng trong 10 năm tới. Nghiên cứu trước đây cho thấy, cứ mỗi điểm phần trăm tăng ở tỷ lệ thất nghiệp thì tỷ lệ tự sát cũng tăng 1,6% tại Mỹ. Tất cả chúng ta đều đang đối mặt với sự bất an chưa từng thấy và những thay đổi lớn trong cách sống do virus SARS-CoV-2, và những thay đổi này đang tác động đáng kể đến sức khỏe tinh thần của mọi người. Khi dịch bệnh chưa thể khống chế hoàn toàn, điều quan trọng là mỗi cá nhân cần đối phó với sự căng thẳng và bất an do COVID-19 một cách lành mạnh, mà một trong những giải pháp, bên cạnh việc tìm cách mới để giao tiếp xã hội, cố gắng kiểm soát cuộc sống, suy nghĩ tích cực, thì chống nạn tin giả về COVID-19 chính là giải pháp ưu tiên, bởi các chuyên gia khẳng định chính những thông tin sai lệch có thể gây tâm lý lo sợ, hoang mang, hoảng loạn và để lại hậu quả nặng nề chẳng kém gì virus SARS-CoV-2. Chính phủ Singapore sẽ hỗ trợ tài chính để khuyến khích các gia đình sinh con trong mùa dịch. Sáng kiến này được cho là sẽ giúp các gia đình yên tâm về mặt tài chính khi phải đối mặt với sự bấp bênh trong công việc vì đại dịch COVID-19. Phó Thủ tướng Singapore cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ các cặp đôi một khoản phí nếu như họ sinh con, song ông không tiết lộ số tiền đó là bao nhiêu. Mặc dù đã triển khai kịp thời và hiệu quả các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh đối với cộng đồng, nền kinh tế Singapore vẫn rơi vào tình trạng suy thoái sâu. Theo các nhà kinh tế, GDP có thể giảm 12,6% trong quý 2 so với cùng thời điểm năm trước. Giải Nobel Hóa học năm 2020 vừa được trao cho hai nhà khoa học nữ là Emmanuelle Charpentier và Jennifer Don về những khám phá liên quan đến công nghệ chỉnh sửa gen. Theo Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, hai nhà khoa học đã khám phá ra một trong những công cụ sắc bén nhất của công nghệ chỉnh sửa gen đã góp phần đáng kể vào việc điều trị ung thư và chữa các bệnh di truyền. Họ sẽ nhận được 10 triệu crown Thụy Điển, tương đương với hơn 26 tỷ đồng cho công trình nghiên cứu của mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT+7 tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.